Hello anh em, mình là Sang Nguyễn. Có một số anh em bình luận cho mình á, kêu anh ơi con gầm của em nó tông chuồng quá, nó nhát quá, rồi mình làm thế nào? Mình làm thế nào để cho nó bình thường lại? Rồi hôm nay mình sẽ giải thích cho anh em cách tốt nhất để cho con gầm khi mới về mà không bị chết. Đây là như thế nào? Thì như anh em nghĩ đi, khi mà anh em đem con hàng về, nó mới về thì nó không có ăn. Anh em hỏi sao mà con em trời mưa không ăn nè, rồi bỏ ăn nè, từng lễ này kia tùm lum hết trơn á. Thì mình mấy nói á, trời mưa con gồng sẽ không ăn. Cái vấn đề anh em phải nên hiểu vấn đề là một cái dòng của nó là gì này. Con gồng nó Mỹ mình nè, đó là khi có nhiệt độ, có nhiệt độ, có hơi nóng, nó mới tiêu hóa được thức ăn đó. Thì khi mà trời lạnh nè, không có nắng nè, nó không có nhiệt độ ấm nè, thì con gồng sẽ không tiêu hóa thức ăn. Thì lúc đó là con gồng sẽ không ăn, thì nó không tiêu hóa thức ăn, thì trong cơ thể nó còn ăn chẳng động chỏng thì mình không ăn. Bởi vì mình khuyên anh em nhiều lần lắm là nuôi gồng thì nên một tuần cho những ăn một bữa, lý do là cho nó tiêu hóa được thức ăn ngày cũ, tiêu hóa hết luôn, cho sạch ruột luôn. Giống như mình lâu lâu mình ăn chay một bữa đó, cho cơ thể mình nó giảm cái chất dư thừa, chất độc ra đó. Thì bởi vì những thùng Barbie á, mình nên thiết cái đèn á để cho những con gồng nó tiêu hóa nhanh thức ăn nó. Tại con lớn thì có thể nhịn ăn 5-10 bữa chuyện bình thường, mà con gồng á, gồng Barbie mà nó bị đường ruột á là nó khó ăn lại lắm. Rồi tới trường hợp một con gồng phải không, anh em mới đem về nó tông chuồng hết trơn, thì cái đơn giản thôi. Cái đơn giản nhất á, là anh em là che chuồng lại. Đây, che chuồng lại, che hết chuồng luôn. Đó, cái gì nè, ví dụ nha, ví dụ cái chuồng này là chuồng gồng đi, chuồng gồng nó đem về đi, bị ngang nó 1 mét đi, thì anh em dùng một miếng cao su. Như là cái chuồng này là cái hướng nắng nó sẽ nằm ở bên đó hoặc bên đây, thì mình che một hướng thôi, mình chừa ở trên cho nó mát nha. Che chuồng lại, đây mình che chuồng kính luôn, kính luôn là che cái hướng mình đi vô đi ra, như đường này mình đi vô nè, thì mình che cái mặt tiếp xúc với nó. À, chỗ này anh em cái cửa nằm ở đây, đó cửa nằm ở đây, thì anh em cho ăn, cho ăn thì một ngày cho ăn một lần thôi, một lần duy nhất thôi. Đây anh em mở cái ra gì chỉ nhẹ thôi nha, mà hí lên gì cái mở đưa cái dĩa rau vô, ví dụ đây là cái dĩa rau đi đó, thì anh em cứ hí lên mở cửa ra đút ra vô xong đậy lại, cứ như vậy đi. Thì anh em tưởng tượng con gồng mà nó mới về, nó bị chết rồi, anh em lại gần nó giống như mình ăn thịt đi đó, giống như là nó cảm nhận được là mình là cái sự nguy hiểm của nó, bởi nó sẽ tung chuồng, nó chạy nát nước hết trơn á, nó dữ lắm luôn. Thì bởi vậy á, anh khuyên anh em á, con gồng mới về cứ để im đó, che chuồng lại để cho nó bình tĩnh lại, nó bình tĩnh lại đó. Thì nó bình tĩnh lại thì nó sẽ định tâm lại, nó không có chạy lung tung nữa. Chứ bây giờ anh con gồng mà vừa về nó bị nhát, anh em cứ bắt nó, vuốt đầu nó, bắt nó này kia, thì đương nhiên bảo đảm 100% là nó sợ mình, sợ mình ăn thịt nó đó, nó sợ mình ăn thịt nó sợ nguy hiểm, nó sẽ chạy tung chuồng hết trơn luôn đó. Có cách thứ hai là khi anh em che chuồng xong á, che chuồng xong phải không, khi anh em che chuồng xong á thì anh em tới cái phần thức ăn cho nó, cái phần thức ăn cho nó, thì anh em cứ nghĩ đi, thì mình cứ cho ăn rau, ăn bổ sung những cái gì mình thích đó. Ví dụ không, một con gồng mới về đó, mình sẽ ưu tiên cho nó xíu. Đây rau muống để lên đây, mình sẽ gắt thêm một miếng bí lên này, mình cho thêm miếng đu đủ vô. Cái này là mình xắt nhỏ nhỏ nha, tại mình làm mẫu thôi, xắt nhỏ nhỏ ăn còn ok nữa. Thêm một miếng chuối vô, chuối này tại mình sẽ lột ra, mình sẽ chuối sẽ bỏ vô đây đó. Rồi thức ăn anh sẽ gắt lên, tuyệt vời đó. Thật sự cái khẩu phần ăn này là anh em cứ để đi, xong chuối nó mùi thơm, đu đủ nó đủ ngọt, giúp cho có nước, bí chất dinh dưỡng, rau muống vô,
anh em cứ cho ăn không ăn chuối cũng không được nữa, quan trọng là có cái mùi thơm để cho nó thích lại nó ăn đó. Khi mà nó ăn no rồi đó, con rồng mà nó thật sự nó ăn no rồi đó, anh em phần dễ lắm, nó ăn no rồi tự động nó kè nó sung luôn à, tự động nó kè nó sung luôn là nó hết bị chết luôn. Tại khi bây giờ á nó đói bụng nè, thấy không, rồi nó sợ mình nè, nó khi mà nó ăn no nó đủ sức, cơ thể nó phục hồi thì nó có sức cái đề kháng á, gọi là cái tự vệ đó, là lúc đó bút đuôi, lúc đó là ok 50% nha anh em. Bởi vì anh em cho nó ăn đi, mập mạp đàng hoàng hết là ok, thấy không đó. Như nè, cái chú gì đó phải không, hai miếng mà đủ gì nè đó, chỉ cần anh em lại đưa vô một cái con hơi rộng nó chạy hết ăn liền đó anh em thấy không. Nè ví dụ nè, nè 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 đó 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 đó, thấy không, cái chuyện đơn giản thôi đó, nó còn cái ăn nữa nhớ những con rồng phải không, khi mà nó gặp miếng trái cây á nó sẽ kích thích ăn anh em. Cái bà này bà no luôn thì thật sự đó là những cái loại trái cây á là con rồng rất là thái, anh em cũng nên hạn chế cho nó ăn trái cây, tại ăn trái cây nhiều cũng không tốt. Mà ý mình nói đang nói đây á là những con rồng nó mới về thì nó xiên cái bụng nó sẽ không có ăn nhiều, thì mình nên bỏ trái cây vô để cho kích thích cái vị giác của nó, khi nó ăn no rồi nó sẽ ok hết nha anh em. Rồi khi mà trường hợp mà nó ăn no rồi nó mập rồi, mình sẽ bước thứ hai là mình sẽ dở ra là lúc này con rồng á sẽ gặp mình là sẽ hút đuôi, là cái giai đoạn này giai đoạn anh em phần 50% rồi đó, chịu kè rồi anh em cứ vậy là ok, là 50% là anh em cứ tới đấy thì cứ lâu ngày tự động nó hừng nó sẽ ngoan ha. Rồi có một cách nữa anh em mà nuôi mà con rồng mới về, anh em nên hạn chế nha, hạn chế cho nó thấy mặt những con khác đó, giống như con này cái xây nó 1 mét, anh em đem về bỏ một chuồng kế bên cây 1,5 mét, nó nhìn là thấy nó ớ rồi, bỏ anh em nên che lại hết, che 4 góc luôn, chừa cái nóc ở trên để cho nó nắng xuống thôi, hoặc lỗ xuống đèn cho nó, là cho một ngày ăn lần thôi, là nó từ từ nó sẽ ăn là sẽ ok. Chứ mới đem về anh em cho nằm kế con 1,5 mét cái thì nó gặp nó là sợ te đầu luôn rồi. Mà ví dụ anh em cho kế bên một con nó như con này 1 mét đi, anh em cho một con 7x đó, như vậy là nó bật ở liền, tự động nó sung lên liền ha, lúc đó nó bật lại anh kia luôn. Rồi ok, như vậy mình sẽ hướng dẫn cái những bước cơ bản đi lúc mặn rồng về ha. Mà anh em lưu ý nha, cái khẩu phần ăn như thế này đó, anh em thức ăn bên mình, cái khẩu phần ăn như thế này là con đối với con rồng mới về anh em, hoặc là một tuần anh em cho ăn 1-2 lần, còn cho ăn hàng ngày cái này bỏ, cái này bỏ, rau muống 70%, bí 30%, gắt ăn lên ok. Còn trường hợp cuối tuần anh em rau 100% xong. Trong tuần anh em nên cho ăn trái cây như là hiêu hấu nè, nó có nước, bổ sung nước hay gì đó, chuối đu đủ gì đó, 1-2 lần cứ cho ăn. Mà nhớ rằng bữa đó sẽ có nắng nha, bữa đó có nắng hay cho ăn, còn mà không nắng thì thôi luôn. Chứ anh em bữa đó mà trời mưa rồi ăn trái cây vô cái nó bị sình bụng luôn. Rồi ok anh em, bye bye, có gì anh em ủng hộ mình nha.